với triết lý kinh doanh, khách hàng là trung tâm, người lao động là tài sản quý giá. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ khách hàng là người dân và tổ chức doanh nghiệp, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tháng 12 hàng năm được chọn là tháng tri ân khách hàng. Ngành điện Tuyên Quang đã thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh ngành điện vì cộng đồng. Một buổi vệ sinh công nghiệp rửa sứ bằng công nghệ mới Hotline, vệ sinh sứ mà không cần cắt điện tại trạm biến áp 110 của Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang do Điện lực thành phố Tuyên Quang thực hiện. Trung bình mỗi ngày, Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang sản xuất 3.000 tấn sản phẩm, đảm bảo việc làm cho trên 300 lao động. Vì vậy, việc tiêu thụ điện là rất lớn. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho đơn vị, công ty thường xuyên cử cán bộ theo dõi, xử lý khi có các sự cố về điện phát sinh. Hàng năm vào tháng tri ân khách hàng, Công ty Điện lực tỉnh tổ chức các buổi vệ sinh công nghiệp miễn phí, thay thế những thiết bị đã cũ, hỏng trên lưới, đảm bảo sự an toàn trong sử dụng điện và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Hàng năm thì cứ đến tháng 12 thì ngành điện Việt Nam nói chung và Công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng cũng như Điện lực thành phố đều tổ chức những chương trình tri ân khách hàng. Thông qua chương trình Điện lực thành phố, chúng tôi muốn cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của khách hàng giúp đỡ Điện lực thành phố chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua. Thấy rằng là những cái chương trình này nó rất là phù hợp và giúp đỡ được nhiều cho công ty chúng tôi trong quá trình vận hành cái hệ thống điện của công ty cũng như hệ thống điện chung của Điện lực Tuyên Quang. Với mong muốn giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện và mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Thực hiện tháng tri ân khách hàng, ngành điện đã tiến hành vệ sinh công nghiệp cho 30 trạm biến áp riêng của khách hàng. Đây là các khách hàng lớn, có lượng tiêu thụ điện, phục vụ cho sản xuất cao. Vì vậy, để đảm bảo trong vận hành và cung cấp điện, công tác an toàn luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Việc vệ sinh công nghiệp làm sạch các thiết bị điện tại các trạm biến áp của Công ty Gang thép Tuyên Quang và nhà máy hợp kim sắt Mimeco, khu công nghiệp Long Bình An là rất cần thiết, đảm bảo độ bền của thiết bị và góp phần tích cực trong giảm tổn thất điện năng tiêu thụ. Đây là việc làm thiết thực của ngành điện nhằm tri ân các khách hàng, đối tác lớn của đơn vị. Trong cái tháng tri ân của Điện lực thành phố, chúng tôi thực hiện các vấn đề vệ sinh toàn bộ các thiết bị điện ngoài trời của các trạm biến áp, của các công ty, các xí nghiệp có sản lượng lớn nhất trong thành phố Tuyên Quang. Qua đợt tri ân này, chúng tôi mong muốn là đảm bảo độ tin cậy, an toàn, cung cấp điện tốt nhất. Nhà máy hợp kim sắt Mimeco Tuyên Quang chúng tôi thì tiêu thụ một cái lượng điện rất là lớn hàng tháng. Thiết bị máy móc sử dụng điện 35 kV nên là điện thế rất cao. Nếu mà được Điện lực Tuyên Quang giúp vệ sinh các cái trạm biến áp như thế này thì rất là tốt, đảm bảo cái an toàn khi mình sử dụng điện và kéo dài cái thời gian sử dụng của thiết bị. Thực hiện tháng tri ân khách hàng, ngay từ đầu tháng 12, các cán bộ nhân viên ngành điện đã đến từng cơ sở để trực tiếp thực hiện các phần việc cụ thể, thiết thực. Ngoài tiến hành vệ sinh công nghiệp các trạm biến áp riêng của khách hàng, công ty còn tiến hành sửa chữa, thay thế các thiết bị đã cũ, hỏng nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện. Tặng 120 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Sửa chữa thay mới hàng trăm mét đường dây sau công tơ, bóng đèn. Lắp đặt hệ thống đèn đường trong chương trình thắp sáng đường quê. Đặc biệt trong tháng tri ân khách hàng năm 2020, hưởng ứng tuần lễ hồng EVN, Công ty Điện lực tỉnh đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Lan tỏa yêu thương. Trên 140 cán bộ nhân viên đã tham gia, thu trên 100 đơn vị máu, góp phần tích cực
vào các hoạt động an sinh xã hội, tri ân khách hàng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động. Đồng thời, đây cũng là nét văn hóa đặc trưng, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của ngành điện với cộng đồng và xã hội. Đến với tuần lễ hồng ngày hôm nay thì tôi cảm thấy là hết sức vui mừng vì trong những ngày này thì tôi được chia sẻ một phần giọt máu của mình cho tới cộng đồng. Và đây là cũng là một lời tri ân của tôi đến với cộng đồng để có thể là đưa cái dòng máu của mình cho những người đến những người mà bệnh nhân cần thiết những giọt máu này. Thì qua cái chương trình tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 với cái thông điệp là lan tỏa yêu thương, thì làm đoàn viên thanh niên thì chúng tôi luôn trân trọng cảm ơn các khách hàng đã đồng hành cùng với khó khăn của ngành điện. Qua đây thì chúng tôi mong muốn sẽ luôn luôn chia sẻ cùng với khó khăn của các doanh nghiệp và đồng hành cùng với doanh nghiệp trong công cuộc phát triển của đất nước. Thể hiện truyền thống đạo lý tương thân tương ái của dân tộc, ngành điện cũng đã dành nhiều suất quà tình nghĩa đến đồng bào nghèo nơi vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Chương trình trao niềm tin, gửi yêu thương với những món quà ấm áp nghĩa tình của ngành điện đã được trao đến tận tay các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp đồng bào nghèo có thêm niềm tin và động lực để phấn đấu vươn lên. Cái việc tổ chức tri ân là động viên bà con nhân dân trong cái thực hiện sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là đối với các hộ gia đình nghèo gặp khó khăn để có những cái hỗ trợ nhất định và động viên tinh thần để bà con có cái động lực để trong cái phát triển sản xuất để vượt nghèo. Triển khai cái tháng tri ân, đặc biệt là hỗ trợ cho 10 hộ sửa chữa những cái phần linh kiện điện ở sau công tơ để đảm bảo an toàn cho bà con. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi thấy rất là ý nghĩa. Thế và thông qua đó là có trao cái quà ủng hộ cho 10 hộ gia đình gặp khó khăn, chính sách của ngành điện. Thì đây là nội dung cũng động viên tinh thần để bà con nhân dân là tổ chức thực hiện cái việc phát triển kinh tế gắn với cái ngành điện của tỉnh Tuyên Quang. Để thắt chặt thêm sự gắn bó giữa ngành điện với các khách hàng, luôn luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng trong sản xuất và sinh hoạt. Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều khách hàng sản xuất kinh doanh đã được giảm 10% hóa đơn thanh toán tiền điện. 100% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% giá điện của 4 bậc thang đầu. Các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh cũng đã được xét giảm giá điện. Đặc biệt, EVN còn giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Đây là việc làm thiết thực của ngành điện, chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng chống dịch một cách hiệu quả. Trong năm 2020, thì công ty Điện lực Tuyên Quang cũng đã xác định là một năm cần phải có nhiều cái hoạt động tri ân với khách hàng. Vì năm 2020 là một năm rất đặc biệt, một năm mà rất nhiều các khách hàng đã bị ảnh hưởng vì dịch COVID. Chính vì vậy mà từ tháng 4, công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện cái chương trình giảm giá điện, hỗ trợ tiền điện cho các cái đối tượng khách hàng sử dụng điện. Với chương trình giảm giá điện, hỗ trợ tiền điện 3 tháng là tháng 4, tháng 5 và tháng 6, thì công ty Điện lực Tuyên Quang đã hỗ trợ khách hàng trên 47 tỷ đồng. Để tiếp tục hỗ trợ khách hàng có cái ảnh hưởng trong cái đợt dịch COVID này, chúng tôi thực hiện giảm giá và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng trên hóa đơn tiền điện tháng 10, tháng 11, tháng 12. Số tiền này sẽ được bù trừ vào tháng 1 năm 2021. Ước tính số tiền được hỗ trợ cho khách hàng đợt này là khoảng trên 13 tỷ đồng. Trong những năm qua, công ty Điện lực Tuyên Quang luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện năng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Năm 2020, công ty đã đầu tư thiết bị hiện đại, đưa trung tâm điều khiển xa vào vận hành. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện Tuyên Quang theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng. Để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời sự cố trên lưới điện, công ty còn trang bị flycam,
áp dụng công nghệ sử dụng camera nhiệt để thực hiện kiểm tra toàn bộ các điểm tiếp xúc trên đường dây hạ áp và các trạm biến áp khu vực trung tâm thành phố và các huyện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho nhân dân. Việc áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Chúng tôi đã và đang thực hiện cái chương trình là lấy khách hàng làm trung tâm. Với chương trình này, chúng tôi thực hiện là tất cả mọi hoạt động của công ty, từ đầu tư xây dựng cho đến quản lý vận hành lưới điện, rồi đến sửa chữa lưới điện và các cái dịch vụ khác để phục vụ khách hàng, thì được đặt khách hàng lên là hàng đầu. Tất cả là vì lợi ích của khách hàng, tất cả là tạo mọi điều kiện tối đa để khách hàng có được cái dịch vụ của ngành điện tốt nhất. Và muốn làm tất cả mọi cái việc đó để khách hàng có được một sự hài lòng cao nhất khi sử dụng các dịch vụ của ngành điện. Nhằm triển khai một cách quyết liệt hành động và sự chỉ đạo của Tập đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về giá trị cốt lõi của EVN, đó là lấy khách hàng làm trung tâm. Sự hài lòng của khách hàng là thước đo giá trị của doanh nghiệp. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo cung cấp dịch vụ, phục vụ khách hàng một cách ổn định và an toàn nhất, Công ty Điện lực tỉnh còn luôn quan tâm đến các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, với các hoạt động tri ân gia đình chính sách nhân dịp 27 tháng 7, tặng quà đồng bào nghèo mỗi dịp Tết đến xuân về, hay các hoạt động từ thiện nhân đạo khác, để thể hiện tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Cùng với các hoạt động thiết thực nhiều ý nghĩa trong tháng tri ân khách hàng năm 2020, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp vì cộng đồng.